Thưa quý vị, khối không khí lạnh suy yếu di chuyển lệch về phía biển. Cùng lúc này, khối không khí biển lấn vào, đưa ẩm tới, làm thay đổi thời tiết Bắc Bộ và miền Trung. Ở miền Bắc, khu vực phía Đông Bắc Bộ là nơi chịu tác động của đới gió đông ẩm này rõ nhất. Ngay từ đêm nay, trời đã chuyển sang trạng thái mây nhiều. Gần sáng và ngày mai ở vùng ven biển có mưa, mưa nhỏ. Trong ngày mai hầu khắp miền Bắc trời nhiều mây. Ở Đông Bắc Bộ thì gần như không có nắng. Nền nhiệt ngày mai giảm còn từ 27 đến 29 độ. Với các tỉnh thành phố khu vực phía Tây, trưa và chiều mai trời vẫn còn nắng nhẹ, nên nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Tại Trung Bộ, dưới tác động của đới gió đông ẩm này, một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, từ gần sáng và ngày mai trở đi, trời cũng chuyển nhiều mây. Trưa và chiều mai thì cả miền Trung cơ bản vẫn còn nắng nhẹ, nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ nhỉnh hơn, trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Gió đông chưa đủ mạnh để mở rộng vùng tác động đến Tây Nguyên hay khu vực Nam Bộ. Vì thế ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên, đêm nay và ngày mai vẫn là khoảng thời gian mưa ít, ngày trời nắng. Ở hai tỉnh phía Bắc Tây Nguyên là Kon Tum hay Gia Lai, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ trong khoảng từ 30 đến 31 độ. Khu vực phía Nam Tây Nguyên, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Với khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao từ 32 đến 33 độ, một số nơi cận ngưỡng 34 độ. Còn ở khu vực miền Tây, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 31 đến 32 độ. Trên biển, không khí lạnh yếu đi, vùng gió mạnh thu hẹp lại. Ở khu vực phía Bắc Biển Đông, gió phổ biến cấp 5, cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực phía Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 và có mưa rải rác về chiều và tối.